Dạ Khánh xin chào ông bà, cô chú chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay là ngày 28 Tết. Thì hôm nay là có gì là Khánh chưa có mua bất cứ thứ gì Tết nhất, bánh mứt hay là quần áo, bông bông hoa, cây trái gì không nhỉ hết. Rồi bữa nay là sẵn dịp là có mấy đứa em ở nhà đó đó. Rồi cái là thôi mấy chị em đi qua chợ bông bên Bến Tre. Bình thường bữa hổm thì đi buổi tối á, đi ngang qua coi dòm thôi chứ không mua được. Nay á, mình muốn mua thì mình mua buổi sáng. Tại buổi sáng á, thì giao thông người ta không, người ta vẫn cho xe qua lâm vô trên cái con đường đó để mà chở bông về cho mình, cho mướn á. Thì mình đi buổi sáng để mình mua. Buổi tối á, người ta không cho. Lý do là buổi tối người đi ngắm cảnh, người đi xem qua rất là nhiều, người đi mua đi coi rất là nhiều, chật chội kẹt xe thì không có cho xe qua lâm vô chở. Rồi xuân qua có muốn mua gì không? Không có ai, không có mua. Rồi không, hồi sáng này là qua định, hôm qua chị Tư chỉ nói qua là không biết là trển chị hay mua bông chưa, là hồi sáng này nè rồi qua định chạy lên mở Úc xong rồi mua bánh treo mua bông cho hai bông chứ trong nhà mua ly rồi mua bách hợp rồi á chưng cho hai mà qua định gọi hỏi hai mà qua trước gọi hỏi chị Tư với nó hỏi hai về á. Anh mở Úc gì ạ? Mở Úc đem hang dịch cho mở Úc, mẹ đem mẹ cho mẹ kêu đem hang dịch cho mở Úc mời đám dỗ mời. Ủa mời, ờ đúng rồi mời lên nè, mời lên tỉnh nè. Dung có mua gì không? Không, mình mua bông chưng không mà chứ mua bông cắm á, chứ không có mua bông chưng cạo cạo, sợ chị ba chị sợ gà lặt. Gà lặt hết trơn hả? À. Gà lặt bông nhãn họ còn có ngọc không à? Còn Khánh thì chị Quỳnh Diệp bữa trước chị có gọi cho Khánh rồi chị nói là nên mua hai cây tắc nè, rồi hai chậu bông cúc cúc đại đại gì đại đại gì ta đại đại đó đúng rồi. Cúc đại đó, cúc mà bông mà nở xè xè ra như cái bông ta bằng tay á, về để mình để hai bên cửa nhà cho nó đẹp với nó tốt, chị nói vậy đó. Thì thôi sẵn dịp này thì mình đi mua luôn với coi có gì đẹp đẹp không mua về để tặng cho mẹ một hai chậu gì đó, mà cũng chưa biết là mua cho mẹ cái gì nữa, để mà bà coi ha. Nè bữa nay là 28 thì Tết á, thì Tết người ta đi thành phố đi làm trên Sài Gòn á, về quê ăn Tết nhiều lắm. Quay cho ông bà cô chú anh chị coi nè. Mình đi ngược chiều cái đường lằn xe, cái làn xe của mình nó ít xe lắm. Có làn xe bên kia là từ Sài Gòn về mấy tỉnh miền Tây. Nếu mà mình đi bộ hoặc mình đi xe Honda mình muốn băng qua lộ cũng hơi khó. Bữa hổm là Khánh đứng Khánh chờ chắc có hơn 10 phút mới qua được lộ. Về quê ăn Tết, Khánh đã từng ở trong cái hoàn cảnh của những người mà đang chạy xe ngược chiều về quê mình nè. Thì ở trong bụng rất là nôn nao, rất là vui. Ở trong bụng vui nhưng mà ở trên người của mình thì rất là mệt. Tại vì chạy xe mấy tiếng hồ vừa như là nguy hiểm, vừa căng thẳng nữa, mà vừa kinh càng nữa, vừa chở quần áo, vừa chở đủ thứ ở trên xe hết. Có người dở thêm vợ, thêm con, thêm chó, thêm mèo, thêm chim, đủ thứ nữa. Có mấy người chở chó bỡ đủ trong bụng. Thì trong ghét đừng về quê, đừng gặp người thân, gặp bà con dòng họ để chào hỏi, ăn uống nhậu nhẹt vui chơi. Mà là về vậy là nguyên một chặng đường suốt là khoảng 3-4
tiếng đồng hồ. Nhưng mà vậy là so với mấy người ở ngoài miền Trung là đã quá gần rồi. Có nhiều người người ta về quê là 7-8 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Nguyên là nguyên một năm chỉ chờ có mấy ngày này được về quê thì chơi thoải mái thôi đó. Ta cũng đi mua rồi, người ta có xe ta chở cũng giống như mình luôn nè. Cái máy này đẹp quá ha. Nhưng mà không có bán. Này cái này của nhà nước. Này của nhà nước. Sen đá. Cái này là có sen đá. Phương Anh nó thấy mấy cây sen đá này chắc mê dữ lắm. Đẹp quá ha. Này nó có đủ. Kiểu hết trơn. Cây này rất dễ tầm dữ lắm. Đi như có mấy cây san hô giống như san hô luôn. Đây. Này cúc đại đó nè. Này là cúc mắm xôi nè. Cái này à, cái hoa lây ơn cơ. Hình như vậy á. Đẹp nè. Để này hả? Để lâu lắm hai, trồng lâu lắm. Ngày mai để coi mấy cánh. 6 7 cánh. 7 cánh. Hai bên Tiền Giang á. Nguyên một con đường hai bên toàn mai không, nhìn không kịp mới lạ luôn. Khánh à không có mua mai. Ở nhà có nhà có rồi cho nên là không có mua, chỉ mua mấy cái cây đơn giản về để mình để cho đẹp thôi. Bên đây cũng mai nữa nè. Đâu mặc được như vậy đâu. Ờ cái này hả? Ờ nhẹ. Dạ. Ủa. Cái này muốn chiết ra làm sao chiết ta? Giờ muốn chiết đem về muốn chiết ra trồng sao chiết thì mình tách nó ra. Nhổ ra. Này ba cây khác nhau mà nhổ, chứ đâu phải chung bụi đâu. Mình lấy ra mình chặt cái nó không có đó. Lên cây con lên măng hả? Nó chưa lên, trồng chứ mới lên chứ giờ chưa lên. Nó đang lên chứ kia đang lên. Khánh thấy hồi tối này nè, Khánh đi hội chợ á, cái Khánh đi có đi ngang đây nè, Khánh thấy có mấy cây tre. Mấy cây tre này nè, cái bụng cái tre này kia bằng tre bụng bự. Cái bụng nó bự chán à. Đó, y như cái lu á, nhìn giống lu không qua. Tè vô. Giống cái chậu mini á. Ờ. Kì Khánh mua ba chậu rồi, Khánh lấy ba chậu này. Đó. Còn cây này không có lấy hả hai? Thế nào? Không. Không. Tại như cái mía á. Mập còn hơn cái mía chứ. À, mà hồi tối này không có chở được, không có chở được rồi sáng nay rồi Khánh có kêu xe qua Lâm á, xe qua Lâm của bạn học á, bạn học chạy xe qua Lâm rồi nó đang chạy qua, rồi giờ Khánh chở ba cây này về, mua thêm mấy chậu nhãn thọ cúc gì đó, tắc gì đó, chút nữa đi vòng vòng kiếm, chút nữa xe rồi quay lại đây chở nha anh, để em gửi tiền thêm, hồi tối đưa ảnh mới có 500 ngàn à.
Vậy em còn đưa thêm tiểu gửi nữa ha. Ủa, tiểu hai. Tiểu gửi cũng được ha. Tiểu hai. Có tiền ăn cơm với chiều nay. Để kiếm về cho con. Nè, cầm giùm em mày. Tiểu nè. Thôi thối em đi. Không có tiểu hai kìa. Thôi thối được không em? Bên đây là cũng thứ mà nó nhỏ hay là nó khác? Đúng rồi, nó nhỏ. Cũng thứ mà nó nhỏ. Như nhà nhỏ thì mình trưng cây nhỏ. Cái mà mấy cây này thì cũng lặn lội với nó nè, nhưng mà nó không có mập bằng. Cảm ơn nha. Dạ. Xíu nữa xe lại rồi chở nhanh. Rồi rồi. Dạ. À, có măng kìa. Đó có măng đúng rồi, lên măng á. Ờ. Nhưng mà hả? Bên đây nè. Ờ đúng rồi, mang. Thôi em lấy nhiêu đó đủ xài rồi. Cái này có măng mà măng ốm. Thôi thứ 30 là anh về rồi. Ủa đâu? Ở cái mưa. Ở con đường này có mấy người bán giống anh vậy? Người hả? Hầu như đầu dưới có. Đó, đúng rồi. Dạ. À, ở dưới kia nó không có giống vậy, nó giống vậy, nhưng mà không có làm giống anh. Dạ. Dạ. Hàng này gãy phân vô cái nó mập. Mua mấy cây tắc, mua tắc mua ở đâu cả ta? Chắc cái đầu dưới á, tắc nó mua đầu dưới, tắc. Đầu này không có. Không thấy. Khúc dưới á, đi. Tắt nó lên thì gòn quá nè. Tắt ở dưới đây ít, tại vì người ta dưới đây là ít chưa tắt, ở dưới có ít dưới. Đi sang đi ngồi xuống đầu dưới. Này là mông gà nè. Xe tới rồi. Chỉ có mình đi xe Honda không bao giờ chở được mấy cây này về đâu. Chỉ có đi xe qua lâm mới chở về được thôi. Nè, cái cây te nó bự hơn cái cổ tay Khánh nhiều luôn. Cây này là bự nhất rồi. Khánh không biết là mua gì có bị mắc hay là rẻ hay hơn hay không biết, tại thấy nó đẹp á, thôi hiếm lắm mới kiếm được á, mới thấy cho nên thôi mua đại. Rồi giờ Khánh vòng xuống dưới kia Khánh mua cặp tắc nữa nè, cặp tắc nữa, rồi mấy với cặp bông nhãn thọ hay là gì đó về. Khánh đi dài xuống dưới đầu dưới này nè, thì dưới này còn bông nhiều lắm, chờ lựa. 100.000 cặp nè, mình lấy chậu này đi, chậu này nè. À,
chỗ nào đây chị? Ờ chỗ này đi, chỗ này đẹp nè. Ờ này nở nở thôi, nở nhiều rồi, trong này nở nhiều. Trong này vừa tám không? Trong này chưa tám. Nay 28 rồi mà. Sao lấy chỗ này? Ờ chỗ này với chỗ này đi. Này với này đi. Rồi. Về cho mẹ một cặp. Đốt hả? Này là 100.000 cặp nè, hai cặp thì 200.000. Ba bông nhận thọ của Khánh ở nhà mà nó nở không bự không? Không đẹp như của người ta, tại mình không có nghề. Này được không hai? Này nở chữ không? Thấy không? Chừng nào mà hết cái ọc trong đây rồi được. Vậy thôi lấy thêm nó đi. Cái này hả? Cái này. Cái này. Cái đó đi. Cái đẹp đó. Cái sao làm đây? Cái này sáng cái này nó bị gì rồi? Quay cho chị bén. Năm nay bông nó thấp, nó làm 7 cây rồi, nói chung hàng bự đi hết giờ, còn hàng nhỏ. Thì để đâu chị để sao? Này kia bằng cốt gì? Cốt đỏ kim cương. Kim cương hả? Dạ. Giống mới hả? Chị lựa đi. Dung lựa đi Dung ơi. Dung nó muốn mua cho nên là thôi thì Dung lựa. Đỏ như hoa hồng vậy. À,
dùng khoái ngò cái này nè chứ. Khánh không khoái màu này. Lại dùng khoái. Nè hái này cũng đẹp đó nè, cặp này cũng đẹp đó nè. Còn hai người lấy cặp ngoài đó. Coi cặp nào. Chị lấy nó đây, cái này với cái này nha. Ờ. Không, này với này cũng được. Cái này với cái này đi nha. Hai này ha. Rồi vậy xong rồi đó. Lên xe luôn ha. Rồi lên xe luôn đi anh. Cái này mấy anh chị chỗ nào cũng có cái thùng phi này để tưới nước này. Nước tưới. Dạ. Nước tự được tưới bao nhiêu. Giờ không có mặn chắc không xong rồi. Không, bên kia xe nó bán rồi cho mình. Xe nó bơm lên. Dưới sông lội cực lắm. Ý là nó bơm xong lên nó bơm như cho mình. Bơm một thùng rồi đã như vậy. Như mình đang bán từ bán tới về là 100 ngàn. Thì nước ngày nào cũng bơm. À vậy là một lô về là 100 ngàn. Là của quản lý thị trường nó bán ha. Ừ. Cái thằng mấy cái thằng xe gác lấy gác đồ á, quét gác rồi băng của nó đi luôn. Nó bán gây gây gác ha, là hốt quét. Nó hốt gác sao mà luôn á. Tới đầu hẻm bữa vô nhà mẹ rồi đó. Giờ lấy cho mẹ hai chậu nhãn thọ. Có chữ không có chữ. Qua với dùng qua với dùng chở vô nhà. Chở vô nhà để tới cửa vô. Để lan can thì để dưới gà nó mẫu. Ờ. Được không Qua? Chắc hai chị làm hai chuyến hả Qua? Để hai chậu này hết được. Ờ, hả? Có nghĩ vậy. Chừng gớt xuống là dập hết đẹp nha. Tre mới vừa chở về tới nhà Khánh này nè. Này kêu bằng cái tre hay cây trúc. Hồi nãy thì có người kêu trúc. Còn Khánh thì Khánh kêu tre, không biết trúc hay tre. Thôi kêu lại đi. Khánh kêu bằng tre bụng bự á. Để ra này nè. Ba chậu.
nay Khánh là đi mua mấy cái bông thôi chứ không có mua tắc, tại vì tắc á người ta bán thấy giá cao quá thôi, để mình muốn chơi muốn trồng thì để qua Tết. Rồi Khánh làm Khánh mở cái vách tường này ra, rồi Khánh mua vài cây về trồng cho đẹp hơn, chứ giờ tắc nói chung là người ta đã lựa hết rồi, đẹp thì nó cũng không còn đẹp mà giá thì nó cũng cao, cho nên là Khánh không có mua. Để qua Tết thì cái lựa cây nào ngon ngon đẹp đẹp về mình trồng, rồi mình để dành mình ăn luôn cũng được, mà vừa đẹp mà vừa ngon nữa. Rồi Khánh mua mấy cây này để xung quanh nhà chơi cho đẹp là được rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi, Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.